nhất là cũng phải được 80%, 90% lượng bài tập về nhà, chứ không không đảm bảo được các bạn sẽ đầu đại học đâu. Thế năm nay vật lý là 9 cộng nhiều lắm, nếu các bạn cố gắng cũng được 9 cộng bình thường thôi. Hầu hết là 2K4 học ở đây đều 9 cộng cả. Nào, hôm nay ta học tiếp này. Buổi trước là ta đang học với con lắc lò xo nằm ngang và cái phần năng lượng nữa đúng không? Thì hôm nay sang cái phần tiếp theo này. Vẫn phần đó nhá. Phần 2 là con lắc lò xo. Theo thẳng đứng. Có lăn lò xo treo thẳng đứng. Phát xuống em. Bài tập về nhà chủ yếu là đến đấy kiểm tra xem các bạn có làm hay không thôi. Chứ còn chữa là không chữa. Chữa là về nhà các bạn xem video hoặc là đâu giờ cuối giờ dành như thế nhá. Đấy, cho con chữa đông giờ không đủ thời gian để chúng ta học bài mới. Vì kiến thức rất là nhiều. Nhưng mà vẫn phải kiểm tra thôi. Nào, thì bây giờ này. Đầu tiên là lý thuyết đã. Con này khó này. Các bạn chú ý là mà nghe. Con lăn lò xo nằm ngang thì nó khó, nó dễ hơn thằng này, thằng này khó đấy. Thiếu một bạn, bạn á hả? Ủa bạn. Một nhỏ này. Đầu tiên vẽ minh họa cái con lắc lò xo đã. Còn là lò xo treo thẳng đứng nghĩa là như thế nào? Đấy là lò xo này. Thì một đầu của nó sẽ treo vào chân và một đầu của nó sẽ treo vật. Thấy chưa? Khoan là treo vật nhá, cứ để bình thường nó đã. Đấy. Để bình thường đã, tí treo vật sau. Thì ở đây tất cả những cái công thức mà liên quan đến omega thì nó vẫn vậy, căn ca chia m. Vẫn giống thằng năm ngang thôi. Thứ hai là chu kỳ. Chu kỳ nó bằng 2 pi chia omega. Và nó bằng 2 pi nhân căn của m chia k. Cái này giống hôm trước nha, không có gì thay đổi ở đây cả. Tần số thì nó cũng vậy thôi. Là 1 trên 2 pi nhân căn của k chia m đúng không? Đấy. Giống cái thằng bên kia. Rất là cũ và quen thuộc. Thứ hai nữa. Rồi. Bây giờ này, chúng ta sẽ nói đến đồ biến trạng. Cái này mới quan trọng này. Mấy công thức này thì thực ra giống hôm trước. Bắt đầu cái này mới gọi là quan trọng ấy. Đồ biến trạng này. Đồ biến trạng. Đồ biến trạng là gì? Cái này chỉ là đặc trưng riêng của cái thằng con lắc lò xo thẳng đứng. Nếu thằng nằm ngang các bạn không cần để ý đến đồ biến trạng. Thì đấy thằng này cần phải để ý đấy. Cái khó là chỗ này. Đồ biến trạng là gì? Thì ta định nghĩa một cách đơn giản như sau. Đó là khoảng cách từ vật cho đến vị trí tự nhiên. Nó là khoảng cách từ vật đến vị trí tự nhiên. Khoảng cách từ vật đến vị trí tự nhiên. Ở cái buổi con lắc lò xo nằm ngang, cả bạn đã được định nghĩa về vị trí tự nhiên rồi. Có bạn nào nhớ vị trí tự nhiên được coi là gì nhỉ? Đó là vị trí gì? Lò xo như nào? Không phải cân bằng, mà là gì? Không giãn, không nén. Ở cái buổi con lắc lò xo nằm ngang có định nghĩa cái này rồi. Thấy chưa? Là vị trí con lắc lò xo không giãn và không nén.
Nếu các bạn treo như thế này này mà không gắn vật nha, chưa gắn vật, thì đấy là trạng thái tự nhiên nhất của lò xo, không giãn, không nén, thì người ta gọi đấy là vị trí tự nhiên. Đấy, cái đồ cáo này này là vị trí tự nhiên. Còn khi các bạn treo vật rồi ấy, thì tất nhiên là nó sẽ bị gì? Bị giãn nó ra. Đấy, treo một vật khối lượng M vào thì tất nhiên là nó bị giãn ra. Và khi nó giãn và các bạn cứ thả lỏng thế, được chưa? Treo vật và thả nhá, thả nhẹ. Đấy, treo vật và để yên như thế. Nếu thang này đứng yên này, nếu các bạn treo vật xong các bạn để cái thang này đứng yên, thì cái vị trí này người ta gọi là vị trí cân bằng, được chưa? Vị trí cân bằng. Đó, vị trí cân bằng. Và ở đây người ta gọi là độ biến dạng này. Đấy, khoảng cách từ vật này đến vị trí tự nhiên thì người ta gọi là độ biến dạng. Và độ biến dạng này người ta gọi là độ biến dạng ở vị trí cân bằng, thấy chưa? Đấy, cái này nhá, đó là độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Ký hiệu là delta L. Delta L. Đây. Độ dài này là delta L này. Vị trí cân bằng thì người ta hay ký hiệu là chữ O. Đây là chữ O. À, vị trí cân bằng O. Rồi, ok. Và các bạn nhớ cái công thức của nó như sau. Độ biến dạng ở vị trí cân bằng nó sẽ là M nhân G chia cho K. Công thức quan trọng của cái thằng thẳng đứng ấy. Học thuộc cái này. Rồi, ngoài ra nó có một công thức nữa này. MG đến K nó phải học thuộc nè. MG đến K nó phải học thuộc nè. Còn ngoài ra có một công thức nữa này. Thì các bạn để ý là M đến K ấy. M đến K ấy. Thì nó chính là cái gì? Chính là nghịch đảo của cái thằng này nè. K đến M. Và bình phương lên nữa. Đấy. Thì các bạn chú ý là M đến K chính là nghịch đảo của omega. Bình phương nữa. Tức là ở đây cho nó là sẽ là G chia omega bình. G đến omega bình. Các bạn hình dung được không? Omega là bằng căn K chia M. Đấy. Học thuộc cái này nhá. Rồi. Và nhắc lại một lần nữa cái delta L ấy, đó là người ta gọi là độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Tất nhiên còn những độ biến dạng khác nữa, ví dụ như các bạn có thể kéo xuống đây. Đấy, kéo vật xuống đây chẳng hạn. Thì độ biến dạng lúc này không còn là delta L mà nó là tính từ đấy này cho đến đây này, thấy chưa? Tính từ vị trí tự nhiên đến vật nha. Đấy. Tuy nhiên là thường người ta sẽ tính độ biến dạng ở cái vị trí cân bằng không? Đó. Cái gì? G là giá tốc trọng trương, G bằng 10. Ủa cái này thì làm bao nhiêu lần? G bằng 10. G là 10 này. Chú ý này, M là gì này? Tôi giải thích này, M là khối lượng nha. K thì là độ cứng này. G thì là gì? G là giá tốc trọng trương ấy, các bạn có biết hồi lớp 10 các bạn học G là gì? 10 mét trên giây binh này. Được chưa? Người ta gọi là giá tốc trọng trương thì cái này tí nữa người ta cho ấy. Rồi, thứ ba. Bây giờ ta đang học về dao động thì nó phải dao động đúng không? Chúng ta đang học chương này là chương dao động thì các bạn phải cho nó dao động này. Cách kích thích dao động này, ba nhỏ, cách kích thích dao động. Cách kích thích dao động. Có khá là nhiều cách kích thích để dao động. Đặc biệt là trong cả bài tập. Cách kích thích dao động nhá.
Cách 1 có những cách kích thích sau này. 4 cách, à 3 cách. Đây. Cách 1 này. Đó là em có thể kéo cái này xuống rồi thả nhẹ. Kéo vật rồi thả nhẹ, cách kích thích dễ nhất. Cách kích thích thứ nhất là kéo vật rồi thả nhẹ. Các bạn có thể kéo xuống đấy, rồi các bạn thả cái thì nó sẽ dao động lên xuống đấy. Được chưa? Thì nó sẽ dao động điều hòa thôi. Được chưa? Ok. Và chú ý ở cái chỗ này này, đó là cụm từ thả nhẹ. Thì khi các bạn thả nhẹ nghĩa là gì? Khi các bạn thả nhẹ thì cái chỗ đó ấy, tại cái chỗ chúng ta thả ấy, thì vận tốc của vật đang bằng mấy nhỉ? Đúng rồi, nó bằng không. Các bạn kéo một cái xong rồi bạn thả, thì cái lúc mà các bạn thả ấy, thì vận tốc của nó bằng không. Mà vận tốc bằng không là tại đâu, có nhớ không? Biến. Quên đó. Tại biến nha. Cho nên ấy, cứ thả nhẹ ở chỗ nào, ví dụ ta thả nhẹ ở chỗ này này, thì các bạn nhớ này, là thả nhẹ chỗ nào ấy thì cái chỗ đó là biến luôn. Thấy chưa? Ví dụ các bạn thả nhẹ chỗ này nhá, thì đấy chỉ là biến A. Còn đây chính là đối xứng với nó qua vị trí cân bằng, đúng không? Đối xứng qua con vị trí cân bằng là biến gì? Biến âm. Đấy, âm A trên này và biến dương trên này. Các bạn hiểu không? Đấy thì các bạn nhớ nhá, thả nhẹ chỗ nào thì chỗ đó sẽ là biến, và như vậy vật sẽ dao động. Thấy chưa? Chú ý này, thả chỗ nào, thả nhẹ chỗ nào thì chỗ đó là biến. Chỗ đó là biến. Rồi, ok. Cách số 2 các bạn có thể kích thích này. Cách số 2 các bạn kích thích là các bạn thả kéo ra, được chưa? Các bạn kéo, kéo vịt đến vị trí này đi. Đấy, các bạn kéo vật xuống. Nhưng không phải thả nhẹ nhá. Không phải thả nhẹ. Mà chỗ này các bạn sẽ đồng thời này, các bạn kéo xuống rồi các bạn đẩy cho nó đi. Tức là lúc đó cái vận tốc của nó sẽ không bằng không được. Đấy. Kéo vật rồi truyền một vận tốc V. Truyền vận tốc V. Cách thứ hai, kéo vật rồi chúng ta truyền cho nó một vận tốc V. Các bạn kéo xuống nhưng các bạn không thả, mà các bạn dùng một cái gì đó, dùng ngón tay các bạn búng nhà hàng đấy, kiểu làm kiểu gì đó, thì tóm lại là lúc này cái thằng này là đang có vận tốc là V. Thấy chưa? Đấy, truyền cho nó một vận tốc V. Thì các bạn chú ý này, do cái vận tốc chỗ này không phải là bằng không, nên chỗ này lúc này không phải là biến các bạn nha. Chỗ này không phải biến được, mà nó chỉ là một cái vị trí xơ nào đó thôi. Và muốn tìm được biến thì các bạn phải làm gì? Muốn truyền tìm được biến thì phải dựa vào cái công thức là V bằng omega căn của A bình trừ X bình ấy. Đấy. Thì lúc này này, cái V có, cái omega chắc chắn là cũng sẽ có. Các bạn cũng sẽ có cái lý đồ ở đây. Các bạn kéo xuống thì đây chỉ là lý đồ này. Lúc này các bạn sẽ tìm được biến, được chưa? Đấy. Chỗ này thì phức tạp hơn. Cách số 3 này. Cách số 3 này. Cách số 3. Cách số 3 các bạn có thể là chẳng cần phải kéo vật, mà các bạn truyền thẳng cái vận tốc vào cái vị trí này luôn. Được chưa? Cách số 3 các bạn không truyền, không kéo vật nữa, mà các bạn truyền thẳng vận tốc vào đây. Được chưa? Đấy. Truyền cho một vận tốc. Truyền cho vật. Một vận tốc. Tại vị trí cân bằng. Truyền cho một vận tốc tại vị trí cân bằng. Điều này có ý nghĩa là gì? Nào, khi các bạn truyền cho vật một vận tốc tại vị trí cân bằng thì các bạn nhớ là vị trí cân bằng là vị trí vận tốc như nào? Ở bài vận tốc gia tốc học rồi. Tại vị trí cân bằng thì vận tốc như nào? Lớn nhất, đúng không? Cái tốc độ của nó là lớn nhất. Thì khi mà truyền vận tốc như thế thì chính cái vận tốc này này chính là vận tốc gì đây? Vận tốc mắc.
đúng không? Khi ta truyền vận tốc tại vị trí cân bằng thì nó chính là vận tốc mắc. Và vận tốc mắc thì bằng gì hả? Nó bằng omega nhân A. Và từ đó thì em có tìm được biến độ không? Đấy, lúc đó là các bạn sẽ tìm được cái biến độ của nó. Thấy chưa? Đấy. Thì đó là ba cái cách để chúng ta kích thích nhá. Thông thường nó trong đề bài nó sẽ có các cách kích thích như vậy. Rồi, chủ yếu là như thế thôi. Rồi, tiếp theo này. Mục số 4. Chúng ta sẽ có tổng 5 mục đấy. 5 mục. Độ dài của con lắc lò xo. Độ dài của con lắc lò xo. Đây rồi kìa. Rồi, độ dài của con lắc lò xo này. Đấy nhá. Các bạn chú ý này, độ dài thì có nhiều loại, có 3 loại, một là độ dài lớn nhất, hai là độ dài bé nhất, và ba là độ dài ở vị trí bất kỳ, được chưa? Chỗ này là vị trí bất kỳ. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem ba cái loại này. Thứ nhất, để tìm được chiều dài mắc ấy thì chúng ta sẽ có này. Chúng ta phải tìm hiểu xem là khi nào thì nó mắc đã. Nó sẽ di chuyển như thế này đúng không? Lên xuống từ trừ A cho đến A. Thì khi nào thì nó sẽ mắc nhỉ? À, khi nó ở biên dương ở đây này. Đấy, biên dương ở đây thì nó sẽ mắc này. Với cái chiều dài của nó sẽ được tính như sau. Đầu tiên các bạn sẽ lấy chiều dài ở cái vị trí tự nhiên của nó, được chưa? Ở tự nhiên nó dài bao nhiêu thì các bạn đo. Thông thường người ta sẽ chỉ hiểu là chữ L0. Cái chiều dài này sẽ là L0. Đây là L0. Thì ta sẽ lấy L0 này cộng với cái gì nhỉ? Đây, L0 đấy nhá, cộng với cái gì chỗ này đây? Delta L này, cộng thêm cái đoạn này nữa là cộng thêm gì? Đoạn này là gì? Từ O đến A thì đoạn này đổi dài là gì? Là A luôn đúng không? L0 cộng delta L cộng với A. L0 cộng với delta L cộng với A. Còn chiều dài nhỏ nhất nào? Chiều dài nhỏ nhất thì các bạn có thể làm tương tự như thế. Các bạn sẽ lấy là L0 cộng với delta L mà trừ đi cái gì? Trừ đi A, được chưa? Đấy, trừ cái đoạn này, sẽ ra cái đoạn này không? Đây. L0 cộng delta L trừ đi A. Và tương tự như thế, các bạn có thể tìm chiều dài ở vị trí bất kỳ này. Sẽ là L0 cộng delta L cộng với x. Tổng quát là sẽ là L0 cộng delta L cộng x. Thì đó là độ dài của lắc lò xo. Thấy chưa? Xong. Ta có mục 5 nữa, nhưng mà mục 5 thì chúng ta sẽ chưa xử lý ở đây. Mà chúng ta sẽ tập trung vào mấy cái vấn đề này đã. Nhá. Mục 5 thì các bạn chưa khoảng 6-7 dòng gì đó. Bây giờ chúng ta làm bài tập luôn. Cái khó là khó ở cái chỗ còn ai chưa có đề nhỉ? Ai? À, các bạn chú ý một tí này, chỗ này bổ sung thêm tí nhá. Nếu mà cái vật của chúng ta ấy mà nằm cao hơn cái delta L ấy, thấy chưa? Nằm cao hơn cái vị trí này ta gọi là vị trí delta L ấy. Thì người ta gọi này, đấy là tên này sẽ là gì? Sẽ là nén, thấy chưa? Đấy, đang ở trạng thái bình thường đúng không? Mà các bạn kéo nó lên thì có phải là nó nén không? Nếu mà vật đang ở trên delta L nhá, thì nó là nén, được chưa? Còn nếu mà ở dưới delta L thì nó là chẵn. Đấy.
có thể bổ sung thêm cái này. Rồi, ok. Bây giờ sang bài tập. Trừ khoảng 6 bài dòng thì tí nữa con làm cái mục 5 nữa. Cho phương trình là x bằng 12 này, của 5 pi t này, cộng với pi trên 3. Rồi, trục OX thì hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dài là 44 cm. Đây là lò xo. Cái chỗ này là vị trí tự nhiên này, chỗ này sẽ là vị trí cân bằng này. Thường vị trí cân bằng là người ta hay ký hiệu chữ O. Rồi, chiều dương hướng xuống dưới. Ở đây các bạn để ý này, chiều dương hướng xuống dưới, đây là vị trí O này, đây là vị trí nếu đôi dài đoạn này là delta L thì chỗ này sẽ là âm delta L này. Đó là vẽ trục OX hướng xuống. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dài là 44 cm. Đấy, tức là chiều dài đoạn này là 44 này, thì chiều dài tự nhiên. Câu A thì L0, chiều dài tự nhiên là L0 nha. Rồi câu A thực ra rất là dễ thôi. Nào các bạn tìm xem nào, cái chiều dài ở đoạn này này chính là cái đoạn nào cộng đoạn nào? Cái đoạn này chính là gì nào? L0 đúng không? Cả cái đoạn này là L0 này, tính từ đấy đến đấy là chiều dài tự nhiên thì chúng ta gọi đấy là L0. Còn cái đoạn này đến đoạn này ấy, là delta L. Vậy thì chiều dài ở vị trí cân bằng sẽ là gì? L0 cộng với gì? Delta L. Và nó bằng 44 đúng không? L0 cộng với delta L. Theo đề bài thì số 44 này thì là L0 cộng delta L. Trong đó này, cái delta L tính như nào? Ta có công thức ở đâu không chưa? Đọc xem nào. Tính là gì? MG đến K hoặc là G chia omega bình. Bài này nên dùng cái gì nhỉ? Bài này đã cho M với K chưa? Chưa. Có omega chưa? Có rồi thì mình đến dùng cái này. G thì người ta cho là bằng 10 đúng không? Omega bằng mấy đó? 5 pi đúng không? 5 pi này, 5 pi tất cả bình này. Đấy, thì bấm xem nào, cho pi bình là 10 đi. Thì nó bằng 0, mấy đấy? Mấy? Không phải gì? Không phải mấy? Đọc xem nào, đọc to lên tí. Cái gì? Không phải gì? Không phải 0,1 à? Lấy pi bình bằng 10 thì là 10 với 10 hết này, 1 chia 5 là 0,... Không phải 0,1 phải không? Không phải 0,4. Bấm vô cái này mà... kém quá. 0,001. 3 số 0. 004. Đó. Năm không, pi phải ra cắn 10 chứ. Pi bình bằng 10, khổ quá. Pi bình bằng 10, được chưa? Trong pi là cắn 10 đây. 0,04. Trời ạ. Rồi. Thì 0,04 mét thì nó là 4 cm. Các bạn giống lớp 1 vậy. Rồi, vậy thì ta thay vào đây thì L0 bằng mấy đây? Bằng 40 đúng không? 44 mà trừ 4 được 40 cm.
Rồi xong câu B. Tìm chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất. Lớn mắc và lớn min. Thì đúng công thức mà làm thôi đúng không? Lấy gì đấy? L max là L0 cộng với delta L cộng cộng A. Còn L min sẽ là L0 cộng delta L trừ trừ A rạp số. Là xong. 44 mà cộng với 12. A bằng 12 trên kia kìa. Là thành 56 à? 44 mà trừ 12 là thành 32. Rồi đó là gì? Các bạn chỉ cần áp dụng công thức là ra. Tiếp tục. Câu C, chiều dài tại thời điểm t bằng 0. Chiều dài tại thời điểm t bằng 0. Tại t bằng 0 thì đó là chiều dài ở đấy là tại vị trí bất kỳ, ta coi như tại vị trí bất kỳ đi. Thì nó sẽ là L0 cộng với delta L cộng cộng x. Nào thì bạn tính hồ cái x thế nào? Thấy chưa này? Hay không qua trên kia kìa. Hay không qua trên kia thì nó được 6 đúng không? Từ thái bao nhá. Chỗ này thái vào đấy này. Thì nó bằng 6 này. Như vậy có phải là nó ở đấy là 6 không? Đấy. Nó đang ở đây này. Vậy thì nó là lấy L0 cộng delta L cộng x cái này cộng 6 đấy. 44 mà cộng 6 thì nó sẽ được là 50 đúng không? Đấy, tại t bằng 0 đấy. Tiếp tục là tại gì nữa nào? Tại t bằng 2,2 thay vào phương trình tìm x là sao? Tại t bằng 2,2 em thay vào tìm x nào? Ở chỗ này là thay x vào thì được x là bằng 6 nha. Hay 2,2 vào trên kia. Chỉ phải 75 đúng không? Nhớ phải đổi radian chưa? Ui giời, lại chưa? Hả? Trừ 6. Đấy. Chưa nhắc đổi radian là lại sai rồi đấy. Vậy thì cái này là bằng L0 cộng delta L cộng x này. Thì nó là bằng 44 mà trừ 6 thì được là 38 à. Đó. Đấy. Xong. Đó là ví dụ 1. Nhớ là phải đổi sang radian đấy nhá, không để chữ D ở đây là bấm sai đấy. Khi mà là nhắc đến pi là bạn phải nhớ đổi đơn vị. Rồi, nghe dần này, qua cái bài 1 này này. Chúng ta mới thấy này. Từ bây giờ nhá, ta chỉ vẽ mỗi cái trục này thôi. Các bạn sẽ hiểu đấy là lo sao thẳng đứng. Đấy, đây này. Tất cả những cái bài sau này liên quan đến lo sao thẳng đứng, vẽ mỗi cái trục này thôi, nó đỡ mất thời gian hơn. Vị trí cân bằng này, cái delta L này. Được chưa? Nếu mà chiều dương hướng xuống thì cây này là trừ delta L. Còn nếu mà người ta chọn chiều dương mà hướng lên ấy. Đây này. Đây sẽ là biến dương này. Còn đây sẽ là biến âm này. Được chưa? Còn nếu mà chiều dương hướng lên thì mình phải đảo lại tí. Vị trí cân bằng này. Cái này là gì đây? Cũng là delta L thôi. Nhưng mà nhớ là
đây là trừ, còn đây là cộng, được chưa? Đấy, thằng này đang ở phía từ tính từ không trở lại lên trên là ấm nhá. Còn cái này nếu mà chiều dương hướng lên là ta phải lấy đèn ta lời dương. Còn đấy là biến gì đây? Nếu mà chiều dương hướng lên thì trên này là biến gì? À, nó là biến dương này. Còn dưới này sẽ trở thành là biến âm. Như vậy biến dương hay biến âm thì các bạn phải phụ thuộc vào cái chiều tròn của nó. Chiều dương hướng xuống thì đây biến dương, đây biến âm. Chiều dương hướng lên thì ngược lại ấy. Đấy. Nên các bạn phải nắm bắt được cái chỗ nó. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ hai. Nào, câu hai là liên quan đến độ biến dạng nhá. Một con lò xo theo thẳng đứng. Rồi, ta từ vẽ cái hình ra đây. Tóm tắt đề bài vào. X là bằng 10 cột của 5pi t trừ 2pi đến 3. cm. Lấy g bằng 10 và pi bình bằng 10. Tính độ giãn và nẻ cực đại của lò xo. Nào, con lò xo bây giờ mình chỉ vẽ một cái trục này thôi nhá. Bây giờ như thế nào thì nó sẽ là độ giãn lớn nhất nào? Yêu cầu tìm độ giãn lớn nhất. Thì cái này chúng ta nói với nhau này, giãn hay nén ấy là nó phụ thuộc vào cái vị trí gì hay? Vị trí tự nhiên ở đây các bạn này. Nếu mà nằm trên cái vị trí tự nhiên thì chúng ta gọi là chi? Nén. Còn nếu kéo xuống đây người ta gọi là giãn, được chưa? Vậy muốn giãn được thì rõ ràng là ở phía dưới, đúng không? Ở phía dưới. Mà nếu mà độ giãn là lớn nhất thì rõ ràng là chúng ta sẽ có là gì? Nó phải ở đâu? Ở biến gì? Biến dương cái này. Vậy muốn tính độ giãn biến dương là ta sẽ tính này, khoảng cách từ vật này cho đến cái gì nào? Hồi nãy chúng ta định nghĩa độ giãn, độ biến dạng đấy là khoảng cách từ cái gì đấy, từ vật cho đến cái gì nhỉ? Đọc lại lý thuyết nào. Độ biến dạng hay còn gọi độ giãn, độ nén, đến vị trí gì? Độ biến dạng là tính từ vật cho đến vị trí gì nào? Đọc lại cái lý thuyết có phải ghi độ biến dạng mục số gì? Số 2 là gì? Vị trí tự nhiên, đúng không? Rồi, đọc cái lý thuyết không xong nữa. Khoảng cách từ vật cho đến cái gì? Vị trí tự nhiên đây này. Đọc lại cái dòng số 2, mục số 2. Đồ biến dạng. Mấy cái thằng gì kia nào? Yên làm đi. Nó chuyện nhiều quá. Đồ biến dạng, nhắc lại này. Đồ biến dạng, hay chúng ta hay nói nôm na là đồ giãn, đồ nén đấy. Được chưa? Là một thôi. Thì sẽ được tính từ khoảng cách từ vật cho đến cái vị trí tự nhiên. Có lo sao? Vậy thì ta sẽ lấy đồ biến dạng, đồ giãn ở đây là gì nào? Nào, tính từ đây đến đây là mình sẽ làm cái gì? Phép gì đây? Lấy cái đoạn nào cộng đoạn nào? Trừ cái gì? Lấy đoạn này này cộng với đoạn này này. Khổ lắm. Học lớp 1 chưa? Lấy cái đồ dài, lấy cái thước ra đó cái đoạn này này, cộng với cái đoạn này vào. Được chưa? Mà đoạn này là cái gì đây? Để ta lơ cộng với đoạn này là cái gì? A. À, như vậy là cái này là delta L cộng cộng A. Mà có delta L chưa đã? Delta L ở đây ta tính đầu tiên này đó nhá. Là G chia omega bình giống hồi nãy thôi. Là 0,04 đúng không? 4 cm. Thế như vậy chỗ này là 4 cộng với A. A là 10 thì kết quả là bằng 14 cm. Đó là độ giãn lớn nhất. Còn có là độ biến dạng lớn nhất. Câu hỏi tiếp theo là đồ nén cực đại
đồ nén cực đại nào, hay con gọi là đồ nén lớn nhất. Trả lời là gì nào? Tính từ đâu đến đâu gọi là đồ nén? Từ gì nó lại thế nào? Từ khống, từ khống để vị trí cân bằng á. Khống là vị trí cân bằng đấy mà, đấy là vị trí cân bằng mà. Từ khống để vị trí cân bằng. Cái gì? Từ tính từ đâu đến đâu nào? Nén là nó phải nằm ở đâu nào? Vật phải nằm ở đâu thì mình gọi là nén? Biến âm, đúng rồi. Vật này nằm ở biến âm thì mình gọi, người ta mới gọi là nén. Lúc này lo xó là mình nén lại đấy. Thế bây giờ tính từ từ biến âm để đâu? Ui giời, đọc lại cái đồ biến gia nào. Đồ biến gia nó tính từ vật cho đến cái gì? Vị trí tự nhiên. Khổ quá. Bài học lớp mấy vậy? Từ biến âm đến vị trí tự nhiên. Nói lại một lần nữa là tính đồ biến gia nó phải tính từ vị trí vật cho đến cái vị trí tự nhiên ấy. Khổ lắm. Như vậy là muốn tính cái đoạn này các bạn phải lấy đoạn gì nào? Nào phép gì? Lấy cái gì trừ cái gì? Đến ta L trừ A. Cái đoạn nào dài hơn đoạn nào đấy? Ngu học quá. Lấy cái đoạn này là đoạn gì? A trừ cái đoạn này đi. A trừ đến ta L. Ngu học. Là 10 trừ đi 4 bằng 6. Giống như hay lớp 1 vậy. Thấy chưa? Tính có cái đoạn này biết là phép gì nữa thì khổ. Rồi, ok. Nhắc lại là đồ giãn với đồ nén, người ta gọi chúng lại là đồ biến dạng, được chưa? Và đồ biến dạng là tính tư vật cho đến cái vị trí tự nhiên. Đấy. Nào, thế bây giờ hỏi thêm một câu nữa là đồ biến dạng nhỏ nhất là gì nào? Ngoài cái câu hỏi này thì người ta hỏi là đồ biến dạng nhỏ nhất là gì nào? Nào, cái này không hỏi về đồ biến dạng rồi, không hỏi. Thế bây giờ hỏi thêm đi. Bây giờ đồ biến dạng nhỏ nhất của con lắc lò xo trong quá trình dao động là gì? Nào, mấy? Nó phải nằm ở đâu thì sẽ biến dạng nhỏ nhất? Vị trí gì? Nó dao động lên xuống như thế này này. Thì khi nào thì nó biến dạng nhỏ nhất đấy? Trả lời thật to nào. Chắc chắn chưa? Nào, to nào. Gì nào? Ông thì biến, ông thì gần với cân bằng. Đồ biến dạng là tính từ vật đến vị trí tự nhiên. Vậy để mà nhỏ nhất thì vật phải gì hả? Phải gần với vị trí tự nhiên nhất. Mà thậm chí là gì nào? Trong quá trình dao động như thế này là gì? Gần nhất là chỗ nào? Hả? Gần vị trí tự nhiên chỗ nhất là gì? Là chính cái vị trí này luôn. Đúng không? Thì có phải nó dao động lên xuống từ trừ A đến A thì không phải là gần nhất, nó đi qua chỗ này luôn không? Nó đi qua chỗ này luôn. Thì chỗ này chỉ là cái chỗ gần nhất. Và đồ biến dạng nhỏ nhất là bằng gì? Bằng không. Phải không nhỉ? Đây này, nó lên xuống đúng không? Thì có phải nó đi qua cái chỗ này không? Và lúc mà nó đi qua cái chỗ này thì có như là khoảng cách từ vật đến vị trí tự nhiên nó bằng không luôn. Thấy chưa? Và đồ biến dạng nhỏ nhất nó bằng không. Nhớ nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta tính sang câu B là đồ biến dạng tại T bằng 0. Tại T bằng 0 thì đầu tiên em phải tính được tại T bằng 0 thì vật đang ở đâu đã.
x bằng mấy nào? Bằng gì? Âm 5. Đúng không? Thử thay vào mà xem nhá. Âm 5. Bà nào mà giỏi vòng tròn đường giá thì nhìn cái góc âm 2 pi trên 3 này là biết luôn. Rồi. Nào, thế âm 5 này. Ở đây thì ta chú ý là ta phải vẽ chính xác một tí này. Đây là biến âm là âm 10 nhá. Còn cái thằng này là âm âm 4 đây này. Được chưa? Chỗ này là âm 4 đây này. Âm 4 này. Âm 10. Rồi, âm 10. Âm 10 thấp thấp hơn tí đi. Âm 10 cao quá. Đây là âm delta L. Âm 5 thì nó cao hơn tí nha. Vật đang ở đấy nha. Vật đang ở âm 5 này. Thế hỏi là đồ biến giá bằng mấy? Nào. Đồ biến giá ta ký hiệu chung chung viết tắt được. Đồ biến giá đi. Là bằng mấy nào? Bằng mấy? Nó đang ở vị trí âm 5 là phía trên kia. Mấy? Không biết cái này là không thể công nhận lực 12 được mà nha. Trời ơi. Mấy? Khoảng đôi biên giới là gì? Khoảng cách từ vật đến vị trí gì? Tự nhiên. Thế bây giờ nhìn xem cái đấy là vật đúng không? Vật đang ở vị trí âm 5 và so với vị trí tự nhiên là gì? Là cái chỗ này đúng không? Thế âm 5 cách âm 4 mấy đơn vị? Mấy đơn vị? Một đơn vị. Ôi trời ơi. Ngu học. Khá bất ngờ với cái trình độ của bạn. Đấy. Đá giao dưới cũng đắt đấy chứ. Thế mà vẫn chơi được nhiều. Tiếp. À thế hỏi thêm nữa, cái này đang bị đồ biến giá này là đang đồ nén hay đồ giãn đây? Ừ đúng rồi, đồ nén. Năm tên delta L là nén đấy. Nào, câu C đi. Sau khi đi được 17 cm. Sau khi đi 17 cm thì là đồ biến giá bằng bao nhiêu? Rồi, thì ta phải biết được là ban đầu vật đang ở đâu. Ban đầu vật đang ở là trừ 5 này. Đúng không? Tại trừ 5 đấy. Là vật đang ở đây. Và nó đang đi theo chiều gì nào? Đi, nó đang ở đấy này. Nhưng mà nó đang đi xuống hay đi lên? Làm sao em biết là nó đi xuống? Hả? Tung dương nào? Nó to lên nào? Ờ, tại sao biết? Nó có thể đi lên mà, nó dao động như thế này đúng không? Khi lỡ chẳng may nó đi lên thì sao? Hoặc là nó đi xuống hay sao? Nó lên dao động như thế này mà. Lo xo đang dao động lên xuống như thế này mà. Tại vị trí này nó đang ở âm 5 nhưng mà lên hay xuống? Xuống thì vì sao em biết xuống? Ai biết? Vì sao là em biết vật đang xuống? Dựa vào gì? Hả? À? Gợi ý này, các bạn phải nhìn vào cái phương trình ấy. Nhìn vào đâu để biết được?
Nhìn vào phương trình thì nhìn vào đâu để biết được nó đang đi lên hay đi xuống? Không phải nhìn vào x. Nhìn vào cái phá ban đầu của nó ấy, được chưa? Là -2π/3. -2π/3 là góc 120 độ. Nếu mà em vẽ vòng tròn lượng giác thì hôm trước có dặn các bạn là gì nào? Phá ấm thì vector nằm ở đâu? Nằm ở dưới, đúng không? Nằm ở dưới này, 120 độ này. Được chưa? Đây là t bằng 0 này. Thì có phải vật đang gì đây? Đi sang chiều dương không? Thì nếu mà chiều theo cái này này thì vật đang ở đấy và đang đi theo chiều dương cái này. Tức là các bạn sẽ suy nghĩ, suy luận được là nó là đang đi xuống ấy, có hiểu không? Đấy, nhắc lại một lần nữa là các bạn nhìn vào phá ban đầu này. Ở cái buổi đầu tiên ta học là gì? Phá ban đầu âm là vector nằm ở dưới 120 độ đấy, được chưa? 120 độ là cái góc này mà nó đang đi theo chiều dương này các bạn này. Tức là nếu mà theo chiều dương là chiều này này, tức là nó đang đi xuống ấy, được chưa? Rồi, vậy vật để đi được 17 cm này thì nó sẽ đi như thế nào? Chỗ này sẽ là 10 này. Nó đi đến đấy đây này là đi được mấy rồi nào? Từ -5 đến 0 là đi được mấy rồi? 5 rồi đúng không? 5 rồi mà đi thêm để đấy nữa là đi được mấy rồi? 10 nữa là thành mấy rồi nào? 15 rồi. Thì đến đấy nó sẽ như thế nào nào? Quay lại mấy? À, quay lại 2 nữa. Quay lại một đoạn 2 nữa. Quay lại đoạn này 2 này. Thì cái chỗ này là lý độ là mấy? 8, chính xác. Chỗ này là 8. Đấy, chỗ này là 8 anh này. Chỗ này là 2 chưa? Hiểu nhỉ? Đấy. Nhắc lại cách hẳn đi này. Đi xuống nhá. Đi xuống chỗ này là 0 đây này. À 5 đây này. Đi xuống đây đó là 10 này. 10 mà để cho đủ 17 thì nó phải lươn lên 2 cm nữa mới đủ. Được chưa? Lươn lên 2 cm thì cái lý đồ ở đấy này, lý đồ là phải so với vị trí cân bằng. Thì các bạn để ý chỗ này đồ ra là bằng 8 thì lý đồ bằng 8 ấy. Hiểu chưa? Đấy, sau khi đi được 17 cm thì cái lý đồ của nó là bằng 8 cm. Vậy đồ biến dạng là bằng bao nhiêu? Nào, tính đi. Đồ biến dạng nào? Là đang giãn đúng không? Cái chỗ này là đang giãn, giãn mấy cm? Mấy? Đồ biến dạng là tính đến vị trí tự nhiên đấy. Mấy? Đúng rồi, 12. Chỗ này 8 này. Chỗ này 4 này. Thì 8 cộng 4 12 chưa? Giãn 8 cộng 4 là 12 đây này. Đấy. Khó không? Ui dồi, chạy không. Bài toán của con nít. Gì nữa? Cái gì bài con nít đâu? Nó đi được mấy cm rồi ngồi tính quãng đường các kiểu thì khá gì bài con nít đâu. Cậu mà không nhận bài, công nhận bài này bài con nít thì quá gà. Đó nha. Xong cái đồ biến dạng này. Tiếp theo ta sang câu hỏi số 3. Số 3 nào. Một cái lò xo treo thẳng đứng gồm cá bằng 50 N có khối lượng. Xóa cái này nhá. Nào, độ cứng là 50 này. Rồi gì nữa? Khối lượng là bằng 0,15 kg. G bằng 10 này. G người ta cho là 10. Giữa bật sao cho lò xo giãn 7. Rồi buông nhẹ cho con lắc lò xo dao động điều hòa. Thì tính tốc độ vật nhỏ khi lò xo ở vị trí tự nhiên. Đấy, kéo giãn 7 này. Rồi thả nhẹ. Thì câu hỏi là
tính cái vận tốc tại vị trí tự nhiên. Thì đây là đề bài. Bây giờ cách làm là gì? Tính vận tốc thì ta có công thức đây các bạn nhá. À, tính tốc độ thì cái đóng cái điều đổi với bao. Tốc độ thì các bạn học rồi đúng không? Đóng điều đổi vào hướng dương nhá. Nào bây giờ này, để tính được vận tốc thì các bạn phải làm gì? Nhớ lại công thức thế nào? Omega căn của A bình trừ trừ X bình. Tại vì gì tự nhiên ấy, thì cái lý đồ của chúng ta là chỗ nào đấy? Các bạn nhìn này, chúng ta định hướng cách làm cái đã. Nào, nó dao động lên xuống như thế này. Cái tại vị trí tự nhiên là tại vị trí gì hả? Vị trí gì? Delta L đúng không? Thì có phải vị trí này ấy tính là x luôn không? Đấy, tính vận tốc tại vị trí này tức là đấy là vị trí x ấy. X ở đây này thì là delta L ấy. Rồi. Và mấu chốt vấn đề ta phải tính delta L này, phải tính A và tính omega thì các bạn sẽ ra. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ đi tìm từng đại lượng. Thứ nhất omega thì bằng gì vậy? Căn của gì? K chia M. Và nó bằng căn của 50 mà chia cho 0.15 tỷ hồ cái nào. Rồi, ok. Hơi xấu. Ra đi ăn lên giấy nhá. Tập thói quen viết đơn vị vào. Hôm sau đi thi đại học nó toàn hỏi về đơn vị. Phải nhớ đơn vị. Đâu có cần phải làm được bài tập đâu. Các bạn nhớ đơn vị là các bạn cũng đủ. Rồi, thứ hai nữa là tính cái thằng biên độ. Tính biên độ kiểu gì? Giờ có dữ kiện nào để tính biên độ? Đó là cái chỗ này này, kéo giãn 7 cm rồi thả nhẹ, thì đấy là chính là cách kích thích ở cái cách số 1 trong lý thuyết mục số 3. Cách 1 chứ, cách 2 là kéo vật ra rồi truyền cho vật một vận tốc. Cách 1 là kéo vật ra rồi thả nhẹ, đúng không? Có phải lý thuyết là như thế không? Kéo vật ra rồi thả nhẹ, mở ngoặc đằng sau là gì nào? Đọc nào. Thả nhẹ chỗ nào thì chỗ đó là gì nào? Chỗ đó là biên. Vậy kéo giãn 7, kéo giãn 7 là kéo ra chỗ nào? Giả sử ta chưa biết biên là bằng bao nhiêu đi. Đấy. Mà bây giờ em kéo giãn 7, kéo giãn 7 là phải so với gì? Giãn hay nén là phải so với cái gì nhỉ? Em đã lơ đấy. Là chỗ này chẳng hạn nhá, tức là cái đoạn này là bằng gì? 7 này. Kéo giãn 7, em kéo xuống đây, nó giãn 7 đây này, so với cái này nhá, chứ không phải so với cái vị trí cân bằng đâu nhá. Và kéo giãn 7 ra rồi thả nhẹ thì chỗ này là biến luôn. Đấy. Nhớ là thả nhẹ chỗ nào chỗ đó biến luôn. Và biến là tính đến cái số 0 nhá. Đoạn này là biến đây này. Biến là phải so với vị trí cân bằng, được chưa? Tính đến đoạn này là biến đây này. Và đoạn này bằng mấy nhỉ? Muốn tính được đoạn này thì em phải làm gì nào? Phải tính đoạn nào nữa? Phải đỉnh đây là R đã. Delta R bằng gì? MG trên cho K. 0.15 mà G là 10 chia cho K là 50. 0.01 mét. Cái này là đơn vị mét. Và cái này là đổi sang là 1 cm. Vậy chỗ này là bằng 1 cm. Vậy A không mấy các bạn? À đúng rồi, giãn 7 này thì suy ra A bằng 6. Đấy, nhìn vào cái hình là thấy nha. Đã nói cái cách để xác định A chưa? Nhắc lại một lần nữa này, để xác định A là phải dựa vào cái cách kích thích.
kéo giãn 7 rồi thả nhẹ, thì nhớ là thả nhẹ chỗ nào thì chỗ đó là biên. Thì kéo 7 này, kéo 7 là thả nhẹ chỗ này là biên luôn này. Mà biên là cái đoạn OA, được chưa? Nhớ là biên là cái đoạn OA, mà muốn tính được OA ấy, thì em phải tính được delta L đã, là 1. Vậy lấy 7 mà trừ đi 1 thì được 6. Nhớ vậy là xong ạ. Cái này á, 0.03 bằng 3 xăng à? Ở ông nào ra 0.01 đấy. 3. Như vậy A bằng 0.4. Đúng không? A bằng 4. Xong rồi đấy. Đúng không? Vậy suy ra vận tốc bằng omega căn của A bình trừ x bình. Và nó bằng là omega là bằng 10 căn 30 trên 3 nhân căn của A, A là bằng 4 bình trừ cái delta L là 3 bình. Đấy, bấm máy cái đã xong. Gần bằng 7cm trên giây đây. Rồi, kết quả được 48.3 nha. Một con lăn lò xo teo với K bằng 40 và khối lượng bằng 240g. M bằng 0.24kg. Giữ cho vật nén 3cm rồi buông nhẹ tính tốc độ. Tại vì tự nhiên câu này tương tự luôn. Rồi tương tự với câu hồi nãy. Giữ cho nó nén nhẹ rồi giữ cho nó nén 3cm rồi thả nhẹ, tính V tại vị trí tự nhiên. Đấy, thì cái câu này hoàn toàn là tương tự với câu số 3. Các bạn có thể tự làm được đấy, thử vẽ ra xem. Các bước cũng tuần tự như vậy thôi. Bao ấy. Có đẹp hơn không? Nào, tính hô cái đèn đã lơ không mấy nhỉ? Sao? Rồi, như vậy chỗ này là trừ delta L này, tức là chỗ này là trừ 6 ấy. Mà để cho nén 3 được, nén 3 được thì nén 3 tức là ta phải dồn nó lên đúng không? Dồn lên. Và dồn lên tức là cách cái vị trí tự nhiên là gì? Cách cái vị trí tự nhiên là 3. Không phải đoạn này bằng 3. Chỗ này là nén đấy, nó phải cao hơn mới gọi là nén. Và cái chỗ này bằng mấy? Trừ 9, thấy chưa? Trừ 9, vậy A bằng 9. A bằng 9. Rồi, A bằng 9. Vậy thì vận tốc ở vị trí cân bằng này, đầu tiên phải tính omega nữa. Omega bằng mấy này? Ai tính nhá? 10 căn 15 trên 3. Vậy thì tốc độ này, nó sẽ bằng là omega căn của A bình trừ X bình. Thì thay vào là 10 căn 15 trên 3 nhân căn của cái này là 9 bình mà trừ x bình là 6 bình đúng không? Đấy, thì được bao nhiêu đấy? 86.6. Ok, hình như là 50 căn 3 thì phải. Nếu mà để cho đẹp không lấy căn bằng thì là 50 căn 3. Rồi, một cái lò xo gồm K là bằng 50, M là bằng 0.2kg, tải T bằng 0,
Giữ vật để lò xo giãn 8. Giữ vật để lò xo giãn 8. Nhưng mà vấn đề câu này nó là gì? Không phải thả nhẹ nữa, mà chỗ này là nó truyền cho một vật, một vận tốc là V bằng 20π/3. Đấy, nếu mà thả nhẹ thì dễ rồi, chứ còn mà truyền cho vận tốc thì nó lại khó hơn xíu. Và hướng của vận tốc này là hướng xuống nha, hướng xuống, chọn trục ối hướng xuống, tìm phương trình dao động, về phương trình dao động. Đây là đề bài. Nếu như ở cạnh 1 thì thả chỗ nào thì chỗ đó là biến. Thì bây giờ cái bài này thả nó là truyền vận tốc, không phải thả nhẹ nữa. Thì để biết được phương trình vận tốc, à phương trình lý đồ, thì ta cần tính những cái gì? À, omega và phi. Đầu tiên là phải tìm a, à tìm dễ nhất ở đây là tìm omega đúng không? Omega là cái thằng dễ nhất, ta tìm omega đã. Căn k chia m đã. Nào bấm vô cái máy nha. Căn của 50 mà chia 0,2. 5 pi. Ok. Thì là omega đầu tiên nó coi như xong cái thằng omega này. Bây giờ cái khó thứ hai đó là biến đồ của phí đây này. Cái phí thì mà vừa dặn thôi, cứ tính phí là vòng tròn lượng giá thôi. Nhưng mà con cái A này đã, tính A có lẽ nó sẽ dễ hơn. Đây này, ta vẽ cái trục một tí nha. Bài này là giữ giãn 8. Giãn 8, giãn này này nó phải so với vị trí tự nhiên. Vậy em cần phải biết vị trí tự nhiên là chỗ nào đã. Đến ta lơ bằng mg chia k nào. Tính hộ cái này. À, cái này nhập được 4 cm, giống như hồi nãy, không cần tính. 71 cũng được. Đây, đây là âm Nantaler nhá. Và cái này là âm 4 cm đây này. Vị trí là âm 4 đây này. Rồi, vậy thì lò xo giãn 8. Giãn 8 thì nó sẽ ở vị trí nào các bạn? Giãn 8 là nó sẽ ở vị trí là đây này. Giãn 8 nó tính ở đây này. Từ đây đến đây là giãn 8 này. Như vậy chỗ này là bằng 4 đúng không? 4 giãn được 8 thì chỗ này bằng 4. Nhưng nếu chỗ này mà thả nhẹ thì cái chỗ này là biến luôn. Nhưng mà bài này hay là chỗ là truyền vận tốc chứ không phải thả nhẹ. Vậy trong cái cách số 2 đúng không? Cách số 2 các bạn ghi một cái công thức là gì? Để tìm được biến đồ các bạn ghi một công thức là gì hả? Trong vừa ghi có gì? Omega căn của gì? A bình trừ x bình. Đấy, trong cái quyển vở lý thuyết là đã chỉ cho các bạn phải làm gì rồi đây. Ghi công thức này ra. Và tại cái vận tốc này là 20π/3. 20π/3. Chỗ này mình sẽ tìm được A đấy. Omega là 5π này. A bình là ta đang tìm này. Chỗ này là x bằng mấy? X bằng 4 đấy. Chỗ này không phải biến đâu nha. Nếu mà thả nhẹ thì chỗ này là biến. Nhưng nếu không thả nhẹ thì chỗ này chỉ là lý đồ thôi. Vậy em tin được A thôi. Đấy. Chỗ này là bằng 4 căn 3. 4 căn 3 bình phương lên. Mấy nhỉ? 8. Ok. Chuẩn nhé. Như vậy A bằng 8 nha. Vậy thì âm A đây này. Xong. Biến đồ là xong. Còn phí nữa. Thế cái phí thì dàn thôi. Phải vẽ vòng tròn thôi. Ngay từ buổi đầu cả bạn đã học cái cách để xác định phí rồi.
Tại vị trí ban đầu Phật đang ở đâu nào? Nó đang ở vị trí gì này? Tại vị trí ban đầu nó đang ở vị trí giãn tám, tức là vị trí này, đúng không? Và đang đang ở vị trí 4 này. Đây, 4. Đây, vị trí ban đầu đây. Vector nằm dưới hay nằm trên? Và vì sao em biết? Nào, trên hay dưới? Và vì sao biết? Dưới vì sao? Cái gì? Nó lại sao? Từ tí lên nói cái gì? Vì sao lại vector nằm dưới? Vì sao vector nằm đấy? Sao lại nghĩ là đi xuống? À, sao lại nghĩ là vector đi ở xuống ở dưới? Trục ô ích xuống xuống nên là vector ở dưới hả? Không phải. Các bạn phải để ý một cái dữ kiện quan trọng cái này. Nghe nha. Dữ 8 cm truyền vận tốc, và vận tốc này đang hướng gì đây? Hướng xuống. Trong đề bài nó có ghi là hướng xuống. Vận tốc hướng xuống, tức là thằng này đang chạy xuống. Mà nó đang chạy về cái gì đây? Chạy về biên dương. Thế bây giờ nếu mà vector nằm trên thì nó sẽ chạy về gì? Biên âm. Chắc chắn về vector nằm dưới rồi. Vector nằm dưới nó mới chạy về biên dương được. Các bạn phải để ý cái chiêu của nó nhá. Nhắc lại này, muốn xác định được cái vector nằm trên hay dưới, phải để ý cái chiêu chuyển động, nó đi xuống hay đi lên. Đấy, đề bài cho đi xuống đây. Đi xuống đây thì rõ ràng là đây, nó đi xuống đấy đúng không? Đi xuống là đi xuống biên dương. Vector phải nằm dưới mới đi xuống biên dương được, thấy chưa? Rồi, vậy góc này mấy đâu? 60. Chắc là quen rồi đấy. Bạn nào mà hay học thuộc làm nhiều thì các bạn nhớ luôn mấy cái góc. 4 là một nửa của 8, 1 phần 2, 60. Vậy phá ban đầu là gì nào? Trừ pi trên 3. 60 là pi trên 3, nhưng mà có thể nhốt trừ nữa. Vector nằm dưới là ấm. Vậy x của chúng ta là bằng này, 8 cốt của 5 pi t trừ đi pi trên 3. Nào, nổi câu B nào. Tính thời gian giãn và thời gian nén. B là tính thời gian giãn và thời gian nén. Bài này là phải ôn lại cái bài số 1, vòng tròn hình giác. Phương pháp để xử lý những cái bài thời gian giãn, thời gian nén này, cứ nhắc đến thời gian là phải vòng tròn rồi, được chưa? Nào, nghe này, để xử lý bài toán thời gian giãn, thời gian nén thì các bạn sẽ làm như sau này. Các bạn cần phải nắm được chỗ nào là giãn, chỗ nào là nén đã. Đây là ấm delta L nha. Chỗ này là ấm 4 đây này. Thấy chưa? Thì trong lý thuyết của chúng ta đó là gì? Cái khúc trên đấy, cái khúc tính từ trừ delta L trở đi ấy, đó là gì nào? Nén con ở dưới là giãn. Tính từ delta L cho đến A luôn là giãn.
Vậy nếu mà em vẽ vòng tròn lượng giác thì em cần phân biệt chỗ nào sẽ là dẫn, chỗ nào là nến. Đây này, tính từ biến ấm cho đến cái này này là sẽ là gì đây? Nén đây này. Vậy tính từ đây rồi đi ra sẽ là dẫn. Vậy em sẽ cần phải chia ra hai cái ranh giới này. Ranh giới này là nén này, còn ranh giới này là dẫn này. Vậy để cho nó tính thời gian giãn đi thì nó phải quét tính từ đây này, quét sang đến đây. Các bạn hiểu không? Từ đây đến đây này, đúng không? Thì câu hỏi vật sẽ đi từ đây trong cái vùng này thôi không? Đấy, có hiểu không? Để đi giãn ấy, tính thời gian giãn ấy, thì câu hỏi đi trong vùng này thôi không? Thì một vòng quay tính từ đây đến đây thì là giãn cả, đúng nhỉ? Đây người ta gọi là thời gian giãn này, giãn nhỉ? Tất nhiên góc còn lại sẽ là gì? Nén thôi, thấy chưa? Góc còn lại sẽ là nén. Và cả bạn cần tính góc giãn là bằng bao nhiêu độ nào? Tính nén trước đi cho dễ nhá. Mấy độ? Đây là 60 này, 60 thì đây là 120 này, được chưa? Bạn nào mà chưa biết tính cái góc này thì các bạn sẽ xem lại cái bài 1 nhá. 120, 60 thì đây là 120 là đổi sáng tế sẽ là tế chia mấy? Đúng rồi, lấy 120 mà chia 3 60 là tế chia 3. Mà tế ở đây tính được chưa? Tế ở đây là có omega đây này. À, tính nốt tế nào, tế bằng 2 pi chia omega nào. 0.4 đúng không? 0.4 mà chia 3 là mấy? 2.15 giây. Đấy, thời gian nén đấy. Vậy tương tự thời gian giãn không? Giãn thì góc còn lại là 240 độ. 240 độ là 2 tê chia 3. Đấy, thì nhân 0.4 vào nữa là thành 13/15 à? À đâu? Ngoài 4/15. Xong. Đó là cách tính thời gian nén giãn nha. Cái này nhớ ghi lại đây là có bài tập về nhà để ứng dụng ấy. Rồi, còn một mục số 5 nữa ta sẽ để buổi sau. Và bây giờ em làm mục 5 là để buổi sau nhá, cho nó thoải mái. Bây giờ mình làm từ câu 3 đến câu 7 trong phần bài tập từ luyện. Từ luyện từ 3 đến 7.